Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giấc. Chúc các bạn một ngày rực rỡ. Mới đây đã công bố danh sách 50 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu năm 2024, với CEO VinFast Phạm Nhật Vượng ở vị trí 47. Đáng chú ý, thứ hạng của ông Vượng còn cao hơn Elon Musk ở vị trí 50. Đây là lần đầu tiên tỷ phú người Việt lọt top danh sách 50 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất ngành công nghiệp ô tô thế giới do MotorTrend lựa chọn, công bố vài ngày trước. Theo đánh giá của tạp chí ô tô này, VinFast đang mở rộng nhanh chóng trên thị trường toàn cầu, bao gồm thị trường Mỹ nơi có tính cạnh tranh rất cao. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thể hiện rõ sự quyết liệt khi đảm nhận vai trò CEO, đẩy mạnh sản xuất giải xe điện toàn diện và mở rộng mạng lưới đại lý tại Mỹ, cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. VinFast cũng thể hiện rõ tham vọng toàn cầu khi đang xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Bắc Carolina, Mỹ. Ngoài ra, nhà sản xuất xe điện Việt Nam vừa tổ chức lễ động thổ nhà máy tại Tamil Nadu, Ấn Độ và công bố kế hoạch xây nhà máy tại Indonesia. Ông Phạm Nhật Vượng không tỏ dấu hiệu nào cho thấy ông muốn giảm đầu tư vào xe điện, MotorTrend nhận định về Chủ tịch Vingroup và CEO VinFast. Tuy đánh giá cao sức phát triển của hãng xe Việt, MotorTrend cũng nhận xét rằng các sản phẩm của VinFast như mẫu VF8 vẫn tồn tại nhiều vấn đề, chưa đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng Mỹ. Từ tháng 1 năm nay, ông Vượng chuyển từ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast sang đảm nhận chức Tổng Giám đốc, trực tiếp quản lý các hoạt động vận hành, bao gồm sản xuất toàn cầu, bán hàng và chiến lược thị trường. Động thái này giúp người sáng lập VinFast tham gia sâu hơn vào các hoạt động của hãng, mang tới kỳ vọng giúp các dòng xe điện tiến nhanh hơn tới khách hàng, đặc biệt là những thay đổi trong quản lý chất lượng, vốn vẫn mang tới không ít e ngại cho người dùng vài năm qua. CEO VinFast Phạm Nhật Vượng cũng là doanh nhân duy nhất đến từ Đông Nam Á, có mặt trong danh sách này của MotorTrend. Người đứng đầu danh sách là ông Son Fen, Chủ tịch Nghiệp đoàn Công nhân ô tô Mỹ, UAW. Trong top 50 nhân vật thuộc PowerList, còn có Chủ tịch BYD Wang Chuanfu, CEO Nvidia Jensen Huang, Chủ tịch General Motors Mark Rouse. Năm 2023, VinFast bàn giao 34.855 ô tô điện và 72.468 xe máy điện. Công ty đạt doanh thu cả năm 28.596 tỷ đồng, 1,198 tỷ USD, tăng 91% so với 2022. Trong năm 2024, VinFast đặt mục tiêu giao 100.000 xe và mở rộng mạng lưới bán hàng lên tới 400 điểm bán hàng trên phạm vi toàn cầu, bao gồm 130 điểm ở thị trường Bắc Mỹ. Nhà sản xuất xe điện Việt Nam cũng cho biết, sau khi đặt nền móng tại các thị trường như Mỹ, Canada và một số nước châu Âu, kế hoạch mở rộng toàn cầu của VinFast năm 2024 tập trung vào các thị trường toàn cầu khác, bao gồm những thị trường tiềm năng gần Việt Nam như Indonesia và Ấn Độ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!